Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, trong đó đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý 1 năm 2022 phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng. Bộ Y tế cho biết, theo ghi nhận kết quả triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ các địa phương đơn vị, đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2022, cả nước đã tiêm được hơn 199 triệu liều vaccine. Hầu hết các địa phương cơ bản đã hoàn thành tiêm chủng 2 liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên và đang triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục rà soát và lập danh sách đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản để khẩn trương tiêm đủ liều vaccine, đảm bảo độ bao phủ vaccine cao. Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý 1 năm 2022 phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng. Tổ chức tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả theo các hướng dẫn đã ban hành của Bộ Y tế và thực hiện báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng kịp thời theo đúng quy định. Tại Bạc Liêu, chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo tỉnh. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, toàn tỉnh đã có 568.386 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19, đạt 99,27%, 559.962 người được tiêm mũi 2, đạt 97,8%, và 378.524 người được tiêm mũi 3, đạt 66,11%. Đối với đối tượng trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, toàn tỉnh đã có 88.813 trẻ được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19, đạt 97,79%. 86.155 trẻ được tiêm đủ 2 mũi, đạt 94,86%. Hiện tại, công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đang được ngành y tế chỉ đạo khẩn trương thực hiện. Qua công tác rà soát nắm tình hình, tất cả các trường hợp đã tiêm mũi 2 đến thời gian tiêm mũi 3 đều được thông báo đi tiêm. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên của tỉnh đã được tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 đạt hơn 66%. Đây là tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 khá cao so với một số địa phương trong cả nước. Với tỷ lệ bao phủ vaccine cao sẽ là nền tảng cho tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm phát triển kinh tế xã hội theo hướng thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ.